Và đây, sản phẩm đầu tiên xin phép cho Đan Trường được giới thiệu, bột rửa mặt than hoạt tính. Đây là một loại dạng bột than hoạt tính, nó sẽ giúp da chúng ta không chỉ sạch bên ngoài mà sạch sâu lẫn ở bên trong luôn. Đây là một sản phẩm đặc biệt của thương hiệu Hàn Quốc Yopi 365 quý vị nhé. Vì đây là dạng bột than hoạt tính, khi gặp nước nó sẽ chuyển thành dạng gel, nên là quý vị và các bạn có thể tiết kiệm với dung tích là 60g. Bây giờ Đan Trường sẽ hướng dẫn nhanh cho cả nhà để cả nhà có thể sử dụng bột rửa mặt than hoạt tính này. Trước tiên thì chúng ta sẽ rửa mặt bằng nước ấm, sau đó chúng ta chấm những cái bột này, sau đó chúng ta sẽ chấm những cái bột này trên đầu ngón tay. Hai bên bàn tay chúng ta xong, chúng ta sẽ massage mặt theo hình xoắn ốc. Như vậy, từ bên trong ra bên ngoài, chúng ta sẽ chờ khoảng 2-3 phút thì chúng ta sẽ cảm nhận một ít bọt trên da chúng ta. Lúc đó da chúng ta đã hoàn toàn sạch từ bên ngoài cho tới lỗ chân lông. Và đặc biệt là than hoạt tính này sẽ giúp da chúng ta thải độc và kềm chế sự bài tiết của bã nhờn và chất